Tổng thống Philippines, ông Duterte ngày hôm qua nói rằng ông sẽ tìm cách có quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc và Nga trong bối cảnh trị giá đồng peso của Philippines cũng như thị trường chứng khoán tiếp tục xuống thấp. Tỷ giá đồng peso so với đô la Mỹ đã xuống thấp nhất trong 5 năm à, kể từ ngày hôm thứ Hai vừa qua và các nhà đầu tư ngoại quốc đã bán tống các cổ phiếu địa phương liên tục trong 23 ngày và theo các phân tích ra thì đây là biểu hiện tâm lý lo ngại ngày càng trầm trọng về cách mà ông Duterte đã điều hành nền kinh tế của Philippines. Trước sự kiện các nhà đầu tư ngoài quốc bỏ đi thì Tổng thống Duterte nói rằng ông sẽ có các thỏa thuận kinh tế với Nga và Trung Quốc nên tất cả những nhà đầu tư này cứ ra đi không có vấn đề gì cả. Ông Duterte đã gặp nhiều chỉ trích từ các chính quyền Tây Phương và các nhóm tranh đấu cho nhân quyền vì cuộc giết chóc đấm máu đang diễn ra nhắm vào cả thành phần buôn bán ma túy cũng như các con nghiện khiến hơn 3.300 người bị giết kể từ khi ông lên cầm quyền hôm 30 tháng 6 vừa qua.